Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình sẽ có những nội dung chính sau. Lực lượng vũ trang và công an tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi tặng quà các gia đình người có công, hộ nghèo, gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại khu vực biên giới, hải đảo trên địa bàn tỉnh. Thông tin kết quả khảo sát thám hiểm hang động tại Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền các cấp, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông thôn, miền núi, cả nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng ngày càng đổi thay rõ nét. Nhiều chủ trương, chính sách, dự án được triển khai đạt kết quả tích cực, qua đó từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước thềm Đại hội 13 của Đảng, đồng bào các dân tộc trong tỉnh kỳ vọng và gửi gắm niềm tin tới những quyết sách, đường lối mà đại hội lần này sẽ đề ra cho giai đoạn phát triển mới, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong cái đại hội lần thứ 13 này, với cái chủ trương là đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và kỷ cương, chúng tôi hy vọng rằng đại hội 13 sẽ tiếp tục là xây dựng những cương lĩnh, những chủ trương, nghị quyết của Đảng để mà tiếp tục thực hiện trong cái nhiệm kỳ khóa 13 cũng như những nhiệm kỳ tiếp theo, tiếp tục xây dựng đất nước phát triển vững mạnh và giữ vững được cái chủ quyền độc lập của đất nước. Nhân dân các dân tộc vùng ATK Định Hóa nói riêng cũng như đồng bào cả nước hy vọng rằng Đại hội 13 sẽ thành công tốt đẹp và đưa ra những cái chủ trương, đường lối, chính sách phù hợp với giai đoạn lịch sử để mà đưa đất nước phát triển. Tỉnh Thái Nguyên chúng ta cũng là một cái tỉnh mà có đồng bào dân tộc thiểu số khá đông, chiếm đến 30% đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua đã được đầu tư của nhà nước về vùng dân tộc thiểu số là khá tốt, và phải nói rằng là bộ mặt nông thôn miền núi từng bước được thay đổi, và hiện nay thì bà con hết sức là phấn khởi, mong muốn tới đây đại hội sẽ đề ra các cái chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước, nhưng đặc biệt là vấn đề phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nhân dân bây giờ tất cả mọi người đang trông chờ với đại hội 13 cái gì và hy vọng cái gì, là phải xây dựng được Đảng mạnh, phải chọn những người lãnh đạo có đức, có tài để mà cầm cân nảy mực, để mà lãnh đạo các tổ chức từ trong Đảng, lãnh đạo giữa Quốc hội, Chính phủ và các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo cho nó thực hiện nghị quyết của Đảng. Tôi cũng kỳ vọng thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng 13 đã đề ra về cái công tác phát triển kinh tế xã hội cho các đồng bào các dân tộc thiểu số ở các vùng sâu, vùng xa và miền núi. Tôi mong muốn rằng sẽ có nhiều chính sách để giúp đỡ người Mông, người nghèo ở vùng cao, giúp đỡ các em học sinh có được nơi ăn ở tốt, để các em yên tâm học hành, sau này lớn lên có thể góp sức dựng xây quê nhà. Thời điểm này, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, lực lượng vũ trang địa phương tỉnh Thái Nguyên đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trọng tâm là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị thuần thục các phương án để bảo vệ thành công sự kiện chính trị trọng đại này của đất nước. Những buổi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu lực lượng A2 của cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được tiến hành thường xuyên. Qua kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đối với công tác tổ chức, biên chế trang bị của các lực lượng theo quy định. Trên cơ sở đó, kịp thời điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm sát với điều kiện thực tế. Về xe thiết giáp đã bảo đảm tốt về tình trạng kỹ thuật, đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm quân số về thành phần, bảo đảm 100% quân số A2 và quân 2/3 quân số còn lại. Về trực khẩu đội phòng không kiêm nhiệm, đơn vị đã duy trì tốt về tình trạng vũ khí của súng máy 12 ly 7, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng xử trí mọi tình huống khi có tình huống xảy ra.
Bên cạnh công tác kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, các lực lượng phòng không, công binh, trinh sát, thông tin, kiểm soát quân sự cũng được tăng cường trực 100% quân số. Tổ chức huấn luyện bổ sung các phương án theo kế hoạch trên từng tình huống giả định, sát với tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, lực lượng kiểm soát quân sự, dân quân tự vệ đã chủ động phối hợp với lực lượng công an và các ngành chức năng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chủ động điều tiết giao thông, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Không chỉ tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu, trong dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề Lập công dâng đảng cho 100% cán bộ chiến sĩ. Qua đó đã quán triệt đến toàn cơ quan, đơn vị thấy được sự quan trọng của đại hội đối với vận mệnh của đất nước trong thời kỳ hội nhập phát triển, từ đó tạo không khí thi đua sôi nổi trong từng cán bộ đảng viên đối với nhiệm vụ được giao. Chúng tôi đã xác định rõ anh em tư tưởng công tác tốt và nhận nhiệm vụ, là tinh thần là thoải mái, là xác định rõ nhiệm vụ của mình, là sẵn sàng vào vị trí, sẵn sàng chiến đấu. Cùng với lực lượng vũ trang, Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Hàng ngày, Công an phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên và lực lượng bảo vệ dân phố đều tổ chức tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự. Các tuyến đường ngõ phố in dấu chân của tổ tuần tra hàng đêm, công tác kiểm tra tạm vắng tạm trú thường xuyên được thực hiện. Công an phường cũng đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương huy động các ban ngành đoàn thể và cả hệ thống chính trị toàn dân tích cực tham gia tuyên truyền, cung cấp thông tin về tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội cho công an phường để kịp thời đấu tranh ngăn chặn, không để tình hình phức tạp diễn ra trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị địa phương đã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm với mục tiêu kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, điều tra khám phá nhanh các vụ án xảy ra trên địa bàn, kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Tăng cường công tác các biện pháp nghiệp vụ của ngành để rà soát, nắm rõ các cái đối tượng có biểu hiện liên quan trong cái hoạt động kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để đề ra các cái kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh với các loại đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng công an tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động phá hoại, biểu tình, gây rối, hoạt động của các đối tượng chống đối, đăng tải các bài viết có nội dung sai trái về đại hội, nhất là diễn ra trên không gian mạng. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đã tập trung chỉ đạo lực lượng an ninh mạng tăng cường nắm tình hình, chú ý công tác gỡ bỏ thông tin xấu độc, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao, chống đảng, chống nhà nước và đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin và truyền thông, định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức và cảnh giác cho quần chúng nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của các thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc trong xã hội. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các đơn vị địa phương duy trì quân số thường trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên tổ chức tuần tra vũ trang, kiểm soát công khai, khép kín tại các địa bàn trọng điểm phức tạp để phòng ngừa, kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Chúng tôi cho kiểm tra và rà soát lại tất cả các phương án bảo vệ, đồng thời chỉ đạo cán bộ chiến sĩ là kiểm tra kiểm soát chặt chẽ người và các loại phương tiện ra vào cơ quan, đồng thời phối hợp với các cơ quan chủ quản đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối các mục tiêu trong mọi tình huống. Bên cạnh đó thì chúng tôi chủ động một lực lượng với đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ để sẵn sàng phối hợp giải quyết các tình huống phức tạp mà có thể xảy ra. Ngày khai mạc Đại hội 13 của Đảng đang đến gần, bằng niềm tin, sự đoàn kết, quyết tâm cao, lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên đã sẵn sàng mọi phương án bảo vệ tốt nhất, gửi gắm vào đó là niềm tin, sự kỳ vọng vào thành công đại hội của từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong giai đoạn mới. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều đoàn công tác của tỉnh cùng các đơn vị địa phương, các tổ chức, đoàn thể đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình các cán bộ chiến sĩ đang công tác tại khu vực biên giới hải đảo ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.
Đoàn do đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà chúc Tết gia đình thương binh Hồ Sĩ Bao ở tổ 17, gia đình mẹ Việt Nam Anh Hùng An Thị Khâm ở tổ 6 và gia đình cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Thị Phong ở tổ 1, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các gia đình tiếp tục là tấm gương sáng về phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa ở địa phương. Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà Tết gia đình ông Lê Doãn Định, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 61%, trú tại xóm Bến 1, xã Đắc Sơn; bà Lê Thị Vén, mẹ liệt sĩ Trần Hiển Vinh, trú tại xóm Trường, xã Đắc Sơn; và ông Đỗ Quốc Việt, thương binh 61%, trú tại xóm Đắp 2, xã Đắc Sơn. Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tặng quà cho các gia đình, mỗi phần quà trị giá 1.300.000 đồng. Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà Tết cho 3 gia đình chính sách, người có công với cách mạng của xã Tiên Hội. Bà Trần Thị Thanh là vợ liệt sĩ Đặng Ngọc Lễ, xóm Thắng Lợi; ông Trần Công Thực, xóm Đồng Mạc, là người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học; ông Nguyễn Văn Thúy, xóm Bãi Cải, thương binh 37%, nhiễm chất độc hóa học. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tặng quà cho các gia đình. Đồng thời chúc các gia đình đón năm mới an khang thịnh vượng, vui xuân mới, tích cực phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà và chúc Tết các gia đình có người thân đang làm nhiệm vụ tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Đoàn đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Trọng Việt, xóm 14B, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, là bố đẻ của Thượng úy Nguyễn Trọng Đại, hiện công tác tại đảo Đá Tây. Gia đình chị Lương Khánh Nguyệt, tổ 9, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, là vợ của Thiếu úy Hoàng Trung Kiên, hiện công tác tại đảo Sơn Ca. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống và gia đình các cán bộ chiến sĩ, động viên người thân các cán bộ chiến sĩ vượt lên khó khăn, tiếp tục là hậu phương vững chắc để các anh yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng gửi lời chúc tới các gia đình đón một năm mới an khang, hạnh phúc. Ngày 21 tháng 1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình phát động Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2021 và chợ nhân đạo Xuân Tân Sửu tại xã Tân Hòa, huyện Phú Bình. Thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo của tỉnh năm 2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đặt mục tiêu trao 15.000 suất quà trị giá 300.000 đồng một suất cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Với tinh thần đó, Hội Chữ thập đỏ kêu gọi sự vào cuộc, chung tay sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm để những đối tượng yếu thế có một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc hơn. Ngay sau khi phát động, ban tổ chức đã tiếp nhận sự ủng hộ của 25 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng gồm hàng hóa và tiền mặt. Sau lễ phát động, ban tổ chức đã trao 410 suất quà cho hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Phú Bình. Cũng trong dịp này, đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết Bộ Tư lệnh Hải quân. Tiếp và làm việc với đoàn có chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Thay mặt đoàn, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc các chiến sĩ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền biển đảo và công tác dân vận. Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà cảm ơn sự quan tâm của chính quyền và nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng đã dành cho cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Hải quân. Đồng chí khẳng định công tác phối hợp giữa tỉnh Thái Nguyên và Bộ Tư lệnh Hải quân, nhất là phối hợp trong công tác tuyên truyền, đã góp phần quan trọng giúp đơn vị thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Cũng trong chương trình làm việc, đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Cục Kỹ thuật Hải quân, đơn vị thực hiện ký kết phối hợp tuyên truyền về biển đảo với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên. Đại diện Cục Kỹ thuật Hải quân cảm ơn tình cảm tỉnh Thái Nguyên đã dành cho đơn vị, bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa trong công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Sau khi tiến hành khảo sát hệ thống hai hang động, hang chùa và hang Phượng Hoàng tại Thái Nguyên, sáng ngày 23 tháng 1, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện đoàn thám hiểm Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh tại Việt Nam đã đồng chủ trì tổ chức họp báo công bố thông tin kết quả khảo sát thám hiểm hang động tại Thái Nguyên.
Theo khảo sát của đoàn thám hiểm, sau khi tiến hành khảo sát tại hai hệ thống hang chùa, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ và hang Phượng Hoàng tại xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai đã cho những đánh giá bước đầu về tiềm năng khai thác, phát triển du lịch ở đây. Đặc biệt, hệ thống hang suối Mỏ Gà là một hang nước đẹp, có khả năng là một hang động khá dài và có tiềm năng cơ hội lớn để phát triển du lịch mạo hiểm. Tuy nhiên, theo đoàn thám hiểm, vấn đề đặt ra hiện nay là tỉnh Thái Nguyên cần quan tâm đến công tác quản lý, hạn chế những tác động của con người với hệ thống các hang động để lưu giữ, bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ vốn có. Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kết quả khảo sát bước đầu đối với hệ thống hang động của đoàn thám hiểm hang động Hoàng Gia Anh sẽ góp phần quan trọng để tỉnh Thái Nguyên bổ sung vào đề án phát triển du lịch Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, trong đó du lịch hang động được coi là một trong những chiến lược quan trọng. Đồng chí yêu cầu ngành văn hóa thể thao và du lịch tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương, tham mưu cho tỉnh chỉ đạo tổ chức khảo sát thêm một số hang động khác có tiềm năng, mở rộng khảo sát những hang động vừa có đánh giá bước đầu. Khi có kết quả khả quan, sẽ tham mưu lựa chọn nhà đầu tư, có kinh nghiệm nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch phù hợp nhằm khai thác hiệu quả những tài nguyên du lịch của tỉnh. Ngày 22 tháng 1, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự lễ công bố quyết định và đón bằng công nhận xã Tân Khánh, huyện Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới. Từ năm 2012 đến nay, xã Tân Khánh đã huy động tổng nguồn vốn xây dựng chương trình nông thôn mới đạt trên 180 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 50 tỷ đồng và hiến 35.000 m2 đất. Đến nay 100% các xóm có đường trục chính được bê tông hóa, 24 trên 25 xóm có nhà văn hóa, cơ sở vật chất, điện đường, trường trạm được đầu tư phát triển đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng một người một năm, tăng gấp 3 lần so với năm 2012. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 8% so với năm 2012. Đời sống văn hóa tinh thần có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh ổn định và giữ vững. Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tân Khánh, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí cũng đề nghị địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiến tới xây dựng nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn. Nhằm nâng cao độ ổn định cung cấp điện, năm 2021, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã chính thức đưa đội sửa chữa điện hotline 22 kV vào hoạt động. Sửa chữa điện hotline là phương thức sửa chữa trực tiếp trên lưới điện mà không cần ngắt nguồn điện. Theo đó, để đáp ứng điều kiện về phương tiện và con người trong ứng dụng phương thức sửa chữa điện hotline, cuối năm 2020, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã đầu tư các phương tiện hiện đại và dụng cụ thi công chuyên dụng với tổng kinh phí đầu tư trên 10 tỷ đồng. Thái Nguyên là một địa bàn mà đầu tư nước ngoài rất là nhiều, đặc biệt các nhà đầu tư lớn, đầu tư uy tín thế giới. Thì việc triển khai hotline sẽ đóng góp lớn cho sự đảm bảo ổn định cung cấp điện cho trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đây là một trong những cái mới của Công ty Thái Nguyên trong năm 21 này. Để làm sao mà đáp ứng yêu cầu cấp điện của khách hàng ngày càng cao, chúng tôi sẽ phấn đấu sử dụng có hiệu quả những cái thiết bị được đầu tư này và tiếp tục đào tạo một cái lực lượng đội ngũ nữa để làm sao mà thực hiện được nhiều cái công việc không cần phải cắt điện trên lưới điện của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới. Khi chưa có đội sửa chữa hotline 22 kV, Công ty Điện lực Thái Nguyên phải xây dựng kế hoạch phối hợp với đội sửa chữa hotline lưu động của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Vì thế, khi đưa đội sửa chữa điện hotline 22 kV đi vào hoạt động, sẽ giúp tăng tính chủ động, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả trong vận hành và sửa chữa lưới điện trung thế, đồng thời không làm gián đoạn việc sử dụng điện của khách hàng. Chuyển sang phần tin trong nước, Văn phòng Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia đang tiếp tục rà soát các địa phương nguy cơ cao, đặc biệt các địa phương chưa được triển khai chiến dịch trong các năm 2018-2020 để tổ chức tiêm chủng bổ sung vaccine sởi, rubella cho trẻ em ở các vùng nguy cơ cao, nhằm đạt độ bao phủ tiêm chủng ở mức cao, chủ động không để dịch xảy ra. Dự kiến có khoảng 1 triệu trẻ em từ 1 đến 5 tuổi vùng nguy cơ cao được tiêm bổ sung vaccine sởi, rubella trong năm 2021. Hiện nay, Bộ Y tế cũng đang trình các bộ ngành liên quan lộ trình triển khai các vaccine mới trong chương trình tiêm chủng mở rộng trong giai đoạn tới. Trong đó dự kiến vaccine rota phòng bệnh tiêu chảy cấp sản xuất trong nước sẽ được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng từ năm 2022. Ngày 22 tháng 1, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện về việc chuẩn bị lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2020-2021, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ.
thời gian lấy nước đợt 2 sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 26 tháng 1 đến 24 giờ ngày 2 tháng 2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thực hiện vận hành phát điện gia tăng trước thời điểm lấy nước khoảng 3 ngày để đảm bảo mực nước tại trạm Thủy Văn Hà Nội được duy trì từ 2 mét trở lên. Đây là đợt lấy nước trọng tâm phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2020-2021. Các địa phương có diện tích đủ nước thấp như Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh cần đẩy nhanh tiến độ lấy nước để kịp tiến độ lấy nước chung, bảo đảm theo kịp tiến độ lấy nước chung của toàn vùng. Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp Tết, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam đã có cuộc họp với các đơn vị trong ngành hàng không về kế hoạch phục vụ bay, vị trí sân đỗ máy bay qua đêm, kế hoạch tăng chuyến. Hiện tổng năng lực sân đỗ máy bay tại các cảng hàng không đạt 360 vị trí đỗ. Theo Cục Hàng không Việt Nam, dịp Tết Tân Sửu năm 2021, tần suất khai thác trung bình 1.000 đến 1.200 chuyến một ngày, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh các chuyến bay vào khung giờ ban ngày, các hãng hàng không tăng tải khai thác các chuyến vào khung giờ đêm từ 22 giờ đến 7 giờ ngày hôm sau. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 xuất hiện ở Trung Quốc từ tháng 12 năm 2019. Tính đến ngày 23 tháng 1 năm 2021, thế giới đã có hơn 98 triệu người mắc COVID-19, trong đó trên 2 triệu trường hợp đã tử vong. Việt Nam ghi nhận ca bệnh đầu tiên mắc COVID-19 vào ngày 23 tháng 1 năm 2020. Tròn một năm kể từ khi Việt Nam bắt đầu cuộc chiến chống lại đại dịch này, chúng ta luôn tự hào khi được cộng đồng quốc tế đánh giá là quốc gia thành công nhất trong phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, Việt Nam đã huy động được cả hệ thống chính trị, toàn đảng, toàn dân, toàn quân tham gia phòng chống dịch COVID-19. Cùng chúng tôi nhìn lại những kết quả về công tác phòng chống dịch trong suốt một năm qua những con số và hình ảnh sau đây. Bằng việc sử dụng chiến lược ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và điều trị, Việt Nam đã thực hiện cách ly với hơn 730.000 người, thực hiện xét nghiệm cho 1,7 triệu người, triển khai trên 1.600 điểm chốt biên giới với 10.000 người bám biên. Đặc biệt, Việt Nam là một trong 4 quốc gia đầu tiên phân lập được virus corona chủng mới. Chỉ trong một thời gian ngắn, Việt Nam đã chủ động sản xuất được máy thở, sinh phẩm chẩn đoán và bắt đầu thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19. Tính đến ngày 23 tháng 1 năm 2021, Việt Nam có tổng cộng 1.548 bệnh nhân mắc COVID-19, là quốc gia có tỷ lệ người dân mắc COVID-19 thấp nhất trên thế giới. Đối với tỉnh Thái Nguyên, vào lúc 6 giờ ngày 29 tháng 3 năm 2020, Bộ Y tế đã công bố ca bệnh số 178 trên toàn quốc và cũng là ca bệnh nhiễm COVID-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ban chỉ đạo các cấp đã ngay lập tức khoanh vùng, dập dịch với nhiều biện pháp quyết liệt, truyền thông đa dạng nhằm không gây hoang mang nhưng cũng không để nhân dân chủ quan coi nhẹ sự lây lan của dịch bệnh, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trong khai báo y tế và chủ động thực hiện biện pháp phòng bệnh. Nắm bắt tốt dư luận xã hội gắn với theo dõi, quản lý mạng xã hội để kịp thời xử lý những thông tin không chính xác liên quan đến dịch bệnh. Triển khai nhắn tin khuyến cáo người dân thực hiện chủ động khai báo y tế, phòng chống dịch bệnh. Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm ngặt việc sàng lọc, phân luồng khám, cách ly và điều trị các trường hợp nghi ngờ. Theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Kể từ tháng 3 năm 2020 đến nay, Thái Nguyên không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19, bảo vệ thành quả phòng chống dịch của tỉnh cũng như toàn quốc. Đến cái kết quả như giai đoạn hiện nay thì đây mới là cái thành kết quả ban đầu thôi. Chứ còn cái hoạt động phòng chống dịch này nó sẽ còn tương đối lâu dài. Theo nhận định của các cái chuyên gia thì có thể chúng ta sẽ phải sống chung với dịch này từ khoảng 1.5 năm đến 2 năm nữa. Do vậy, mặc dù đạt những cái thành tựu nhất định thì chúng ta cũng không nên chủ quan lơ là. Thông điệp 5K của Bộ Y tế vẫn là một cái thông điệp mang tính thời sự. Nếu như chúng ta cũng như là mỗi người dân thực hiện tốt những cái thông điệp 5K này cùng với các cái biện pháp phòng chống dịch khác thì tôi tin tưởng rằng trong cái dịp Tết Nguyên đán này và thời gian tiếp theo, mặc dù chúng ta không có một cái Tết sum vầy đầy đủ người thân từ xa về do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tuy nhiên thì nó cũng sẽ rất an lành và ấm áp. Mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát, song để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cộng đồng, hàng trăm cán bộ biên phòng vẫn đang túc trực canh gác ở những miền biên giới xa xôi, ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép. Cán bộ y tế ở các tuyến vẫn sẵn sàng thường trực phòng chống dịch bệnh bất cứ lúc nào. Nhiều khu cách ly đang được tổ chức để đón công dân về quê ăn Tết, đảm bảo an toàn phòng dịch. Và hơn hết, trong lúc này, mỗi người dân cần tiếp tục nêu cao trách nhiệm là một chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch để xuân mới được hạnh phúc và bình yên.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin về tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Dự báo thời tiết Thái Nguyên ngày 24 tháng 1. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, ngày trời nắng, đêm không mưa. Khu vực thị xã Phổ Yên, đêm và sáng có sương mù dày, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Những thông tin tiếp theo sẽ có trong chương trình. Cần phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Phú Bình. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký 2 sắc lệnh cứu trợ kinh tế. Là một trong những huyện đứng đầu về số lượng di tích của tỉnh với 7 di tích quốc gia, 47 di tích cấp tỉnh, những năm qua, huyện Phú Bình đã quan tâm đến công tác bảo tồn các di tích, góp phần quan trọng vào việc phát huy giá trị các di tích trên địa bàn. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nhiều di tích đã và đang xuống cấp và cần một nguồn kinh phí lớn để trùng tu, tôn tạo. Cụm di tích Đình Đền Chùa Cầu Muối tại xóm Cầu Muối, xã Tân Thành, huyện Phú Bình được xây dựng từ thời Hậu Lê. Trải qua nhiều thế hệ, Đình Đền Chùa Cầu Muối đã được tôn tạo và tu sửa nhiều lần, tạo nên một diện mạo mới trong đa dạng các giá trị văn hóa lịch sử và tâm linh, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của huyện Phú Bình. Chúng tôi cũng là địa phương và cùng với ban quản lý di tích, các cấp lãnh đạo từ xã cho đến huyện là chúng tôi cũng bảo tồn cái di tích và đồng thời là cũng trông nom rồi xây dựng tu tạo những cái hạng mục, giả sử những cái hạng mục là xuống cấp, để nhân dân địa phương chúng tôi cũng rất mong muốn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo từ huyện đến tỉnh quan tâm hơn nữa, nhất là về phần xây dựng và kiến thiết cơ bản. Trong giai đoạn 2016-2020, có 15 di tích trên địa bàn huyện được tu bổ, tôn tạo bằng nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa của nhân dân với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Hiện đang có 2 di tích cấp tỉnh được tu bổ, 3 di tích đang trong quá trình đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định hồ sơ tôn tạo. Song thực tế thì hiện nay, số lượng các di tích đã và đang xuống cấp nhiều, kinh phí cho tu bổ tôn tạo di tích còn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Một số địa phương còn thụ động, trông chờ vào việc đầu tư của nhà nước. Di tích xuống cấp đã ảnh hưởng phần nào đến việc khai thác, phát huy giá trị các di tích vốn chứa đựng trong nó rất nhiều câu chuyện lịch sử, dấu tích của thời gian. Kha Sơn thì các cái điểm di tích lịch sử bây giờ cũng có một số các cái điểm di tích lịch sử xuống cấp, đặc biệt là khu vực Chùa Ca. Đấy, vừa qua thì chúng tôi thì cũng đã có rất nhiều các cái kiến nghị bằng các cái kênh, bằng cái văn bản lên các cấp có thẩm quyền, cũng đề nghị tu sửa, hỗ trợ, nâng cấp các cái điểm di tích khác, ví dụ như rừng mấn, rừng rác, nền nhà ông Cao Nhật, đấy, rồi thì chùa Mai Sơn thì cũng đều là xuống cấp, bởi vì các cái di tích này thì cũng đã được xây dựng rất là lâu. Đấy, cái công tác mà trùng tu tôn tạo hàng năm là kinh phí là không có. Những năm gần đây, trung bình mỗi năm, Phú Bình thu hút trên 10.000 lượt khách tới tham quan du lịch, trải nghiệm lịch sử, văn hóa. Do vậy, quan tâm đầu tư, tôn tạo nhằm không ngừng phát huy giá trị các di tích là vấn đề được huyện xác định quan tâm thực hiện. Trong gian tới mà quản lý tốt hơn thì chúng tôi đã có một số giải pháp chủ yếu. Thứ nhất là chúng tôi thực hiện cái việc mà nâng cao nhận thức cho các cấp ủy chính quyền địa phương, rồi người dân trong cái việc mà gìn giữ, tu bổ và phát huy các cái giá trị tại các cái điểm di tích trên địa bàn huyện. Cái thứ hai là chúng tôi thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ đảng viên, đến người dân cái giá trị của các di tích. Thế và từ đó thì cũng làm tốt cái việc mà giữ gìn, tu bổ, thế và phát huy các cái giá trị tại di tích. Có 64 lễ hội được tổ chức hàng năm trên địa bàn huyện Phú Bình,
Nếu quan tâm đầu tư, xây dựng những chiến lược phát triển mang tính bền vững, lâu dài, thì đây sẽ là nguồn tài nguyên rất lớn, góp phần đưa Phú Bình trở thành một địa phương có nền văn hóa phong phú, đa dạng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Ngày 22 tháng 1, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký hai sắc lệnh hành pháp gồm một lệnh mở rộng hỗ trợ thực phẩm cho những người Mỹ có thu nhập thấp và thúc đẩy tăng mức lương tối thiểu cho nhân viên liên bang. Tổng thống Biden cho rằng chính phủ cần hành động quyết đoán và táo bạo để trợ giúp những người dân Mỹ đang bị mất việc làm và phải chật vật với cuộc sống trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Ông Biden cũng nhấn mạnh, Quốc hội cần có thêm chương trình trợ giúp sâu rộng hơn. Theo đó, ông nêu rõ gói trợ giúp trị giá 1.900 tỷ đô la Mỹ mà ông đề xuất tuần trước đã nhận được sự ủng hộ từ các nhà kinh tế của cả hai đảng và các nhà phân tích phố Wall. Trong khi đó, sáng nay ngày 23 tháng 1 giờ Việt Nam, lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện Mỹ thông báo phiên xét xử luận tội cựu Tổng thống Donald Trump sẽ được mở vào tuần thứ hai của tháng 2. Tuần trước, Hạ viện Mỹ đã thông qua điều khoản luận tội cựu Tổng thống Trump với một nội dung duy nhất là kích động bạo loạn. Ngày 21 tháng 1, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố Hạ viện sẽ trình Thượng viện điều khoản luận tội ông Trump vào ngày 25 tháng 1. Trong một diễn biến khác, ngày 22 tháng 1, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn tướng Lloyd Austin làm tân Bộ trưởng Quốc phòng và bà Janet Yellen làm nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Mỹ. Ngày 22 tháng 1 năm 2021, Tòa án hình sự Old Bailey ở trung tâm thủ đô London, Anh đã tuyên mức án tổng cộng 78 năm tù giam đối với 4 bị cáo phạm tội ngộ sát trong vụ phát hiện 39 thi thể người Việt Nam trong thùng xe tải đông lạnh ở Essex hồi năm 2019. Cụ thể, bị cáo Gorgenica, 43 tuổi, người vùng Essex ở Đông Nam nước Anh và bị cáo Ronan Hughes, 41 tuổi, người vùng Bắc Ireland nhận mức án cao nhất lần lượt là 27 năm và 20 năm tù giam. Bản án dành cho bị cáo Maureen Robinson, 26 tuổi, tài xế xe tải đến từ Bắc Ireland là 13 năm và 4 tháng tù giam, trong khi bị cáo Eamon Harrison, 24 tuổi, đến từ Hart Downs nhận được mức án 18 năm tù giam. Ngày 22 tháng 1, thân nhân của 62 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay của hãng hàng không Sriwijaya Air của Indonesia đã tiến hành lễ tưởng niệm các nạn nhân tại vùng biển máy bay này gặp nạn. Hàng chục thân nhân trên boong tàu hải quân đã tung những cánh hoa màu đỏ xuống mặt nước. Một số người không nén nổi xúc động. Thực sự tôi đã khóc và nhớ đến khuôn mặt của anh trai tôi khi tôi đang giải hoa xuống biển. Như thể gương mặt của anh ấy được phản chiếu trên mặt đại dương. Chúng tôi đang cảm thấy vô cùng đau đớn và buồn bã. Tôi hy vọng rằng từ những bộ phận cơ thể đã được tìm thấy, họ có thể xác định được anh trai của tôi. Tham dự lễ tưởng niệm có giám đốc điều hành hãng Sriwijaya Air, ông Jefferson Iwin Jowena cùng nhiều nhân viên của hãng. Không thể phủ nhận rằng chúng tôi rất đau buồn. Chúng tôi cũng mất đi các thành viên phi hành đoàn trong tập đoàn Sriwijaya Air. Chúng tôi hy vọng tất cả các nạn nhân có thể sớm được xác định. Đến nay, 47 trong số 62 nạn nhân gồm 50 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã được nhận dạng. Thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 do Thủ tướng phê duyệt, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, báo Văn nghệ Thái Nguyên được chuyển đổi thành tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên. Từ đây, ấn phẩm Văn nghệ Thái Nguyên mang một diện mạo mới, thực hiện một sứ mệnh mới để bước tới một tầm vóc lớn hơn, một tạp chí chuyên ngành văn học nghệ thuật của tỉnh. Những phút cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình gần 30 năm gắn bó của tờ báo Văn nghệ Thái Nguyên với độc giả. Tờ báo đã trở thành một món ăn tinh thần bổ ích mà qua đó lan tỏa tinh thần nhân văn, khéo léo, truyền tải chủ trương đường lối của Đảng một cách mềm mại, hiệu quả. Cuốn tạp chí văn học nghệ thuật Bắc Thái, số đầu tiên ấy, nói về những ngày đầu ra đời Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Thái. Thế và ở cái số này thì cái mục thời sự chính trị rất là ít, chỉ có 2 tác phẩm thôi, còn lại là thuần chất là văn học nghệ thuật. Tuy nhiên rất tiếc rằng là cái cuốn tạp chí này chỉ ra đời được vài số thì sau đó đã ngừng lại. Chúng tôi có xây dựng kế hoạch, xây dựng lộ trình tăng kỳ từ 1 tháng 2 kỳ lên 1 tháng 3 kỳ, rồi tiến tới tuần báo.
Cho dù Văn nghệ Thái Nguyên là báo hay tạp chí thì nhiệm vụ chính trị của nó không thay đổi. Làm sao truyền tải được nhiều nhất các sáng tác văn học nghệ thuật, các tác phẩm nghiên cứu phê bình đến với độc giả. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.